Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Ngọc Hạo sẽ lên cho mọi người một cái chiếc đầu CD đáng chơi và sưu tầm nhất trong thế giới đầu CD cao cấp. Đó là cái model đầu CD Tech VRDS25X, từng làm thước đo chuẩn mực về chất lượng âm thanh nha mọi người. Và cái đầu CD này nó kiêm luôn cả DAC rời, có cộng optical in này kia để chúng ta làm cái DAC rời luôn mọi người, rất là tiện. Và mọi người thấy là về trong một cái tình trạng mà thật sự là nó đẹp, mà đẹp khó cưỡng, đẹp mê mẩn luôn mọi người, đẹp như mới, chỉ có thiếu một cái thùng xốp nữa thôi đó. Nên cái này bác và anh nào mọi người thích siêu tầm cũng được. Mọi người thấy này, trời đất ơi, một cái ngoại hình mà đẹp mà mê mẩn luôn mọi người, đẹp gì đâu luôn. Thật sự là Hạo về được một con duy nhất trong cái tình trạng mà không thể nào mà đẹp hơn luôn á mọi người, quá là mê luôn. Thì cái model Tech VRDS25 á, thì đây là một cái dòng đó rất là nổi tiếng của hãng Tech. Nó sẽ có 3 đời: Tech VRDS25, Tech VRDS25X, rồi đến là Tech VRDS25XS. Thì cái model ngày hôm nay Ngọc Hạo giới thiệu đến cho tất cả mọi người là đứng thứ hai về đẹp, thì nó thật sự là nó không hề có một cái vết nhỏ nào luôn. Và giá ngày hôm nay Ngọc Hạo gửi tới cho tất cả các bác anh mức giá rất là tốt. Đặc biệt đây là một cái model cao cấp, nó đưa vào những cái công nghệ hàng đầu rất là hay của hãng Tech, cực kỳ hay luôn mọi người. Mọi người đợi Ngọc Hạo chút xíu, Hạo sẽ chia sẻ những cái công nghệ cực kỳ hay của cái model này nha mọi người. Để Hạo bấm cái nút nguồn lên. Điện này kia chạy nó êm ru, cái dòng cao cấp của mọi người, nó chạy nó tận mà nó êm ru rất là đã luôn. Đó, cái ngoại hình này. Tech VRDS25 á, là một cái chiếc đầu đĩa mà mọi người biết là nó ứng dụng cái công nghệ VRDS vang danh của thương hiệu Tech. Đây, cái công nghệ này người ta viết trực tiếp là trên đây, VRDS. Cái công nghệ này về sau á, nó được áp dụng lên trên những cái model nổi tiếng của thương hiệu mà Esoteric á. Thì mọi người cũng biết á, không biết là nhiều bác anh biết không, nhưng mà đây Esoteric á, là một cái thương hiệu high-end cao cấp của Tech lập ra nha mọi người. Đó, như là giống như mọi người thấy là cái thương hiệu mà Toyota, xe Toyota thì nó sẽ có một cái nhánh riêng, những cái dòng hạng sang như là những cái dòng Lexus cao cấp này kia đó, nhưng mà nó cũng thuộc của Toyota. Thì giống như cái thương hiệu Esoteric, nó là một cái thương hiệu high end, một cái dòng high end của tập đoàn Tech nha mọi người. Đó, và những cái dòng mà đầu đĩa cao cấp của Esoteric cũng được ứng dụng cái công nghệ VRDS vang danh này của hãng Tech nha mọi người. Đó, và ví dụ như cái dòng mà Esoteric mà X30 có cái mức giá khá đắt đỏ, nó giống y hệt cái model Tech VRDS25X ngày hôm nay Ngọc Hạo gửi tới cho tất cả các bác các anh luôn. Mà cái mức giá cái con ngày hôm nay Ngọc Hạo gửi tới cho tất cả các bác các anh thì cái mức giá rẻ hơn nhiều, thị trường bán rất là cao luôn mọi người. Và ngày hôm nay Ngọc Hạo gửi tới cho tất cả các bác các anh chỉ có 25.500.000 thôi. Về mà đẹp, đẹp không chỗ gì để mà chê luôn. Đó, những cái audio file mà nhìn vô con này là mê mẩn ngay luôn đó mọi người. Mọi người thấy nè. Đó. Đây, những cái con vít này kia người ta làm rất là kỳ công luôn, dòng cao cấp á, để mọi người thấy là từng cái đường nét một là họ làm nhìn nó đẳng cấp, nó khác hẳn luôn á mọi người. Đó, mọi người thấy chưa, mặt lưng mặt sau gì đó về như mới luôn, thiếu thùng xốp luôn mọi người. Chạm kết nối analog này kia mọi người thấy này, đó, những cái đầu nối của nó quá là đẹp vàng óng ánh luôn á mọi người, có chân chén rin kèm theo luôn mọi người nha. Đó, Hạo quay cái ngoại hình sơ, sau đó thì Hạo sẽ chia sẻ cái công nghệ, nhiều cái công nghệ hay trên con này lắm mọi người. Đây, cái remote của nó là remote ring theo máy luôn, chân chén này là ring luôn nha mọi người. Đó, mọi người thấy chưa, nó còn cả cộng ba lăng, dây nguồn là dây nguồn ring của nó kèm theo luôn mọi người nha. Đó, đây, Make in Japan model VRDS25X này, điện từ Nhật về, nội địa Nhật 100V. Đó, có cộng optical in này để cho tất cả các bác anh mọi người có thể nghe nhạc lóc lét từ trên tivi, chúng ta làm DAC rời này kia. Mọi người thấy đẹp chưa, mặt trên này, đó, mặt trên quá là đẹp, không tì vết luôn mọi người. Đây, còn mặt trước này, trời đất ơi, thật sự là quá đẹp luôn này. Đó, từ bên này qua quay cận cảnh nó không có một cái điểm gì luôn. Và người ta làm, người ta thiết kế cái con này thật sự là một cái con CD cao cấp, nên người ta làm nó dày mà nó rất là to luôn, chiều ngang là lên đến 44, chiều cao là 14 và chiều sâu là 34, nặng kinh khủng lên đến là 16.5 kg. Đó, mọi người thấy chưa, một cái đầu CD mà nó rất là bự luôn.
quá là đẹp mọi người ha, chạy điện này kia rất là êm luôn mọi người. Đó mọi người thấy chưa, không nghe một cái tiếng động dù nhỏ nhất luôn á. Đó, rất là êm, rất là đã. Chút xíu nữa Hảo cũng sẽ test đĩa CD và Hảo sẽ test cái dạng mạ rời cho tất cả các bác anh thấy là nó hoạt động hoàn hảo luôn. Đó, cái mọi người thấy này, cái VRDS đó thì Hảo chia sẻ về cái công nghệ này cho tất cả các bác anh mọi người có thể rõ hơn. Công nghệ này là một cái công nghệ mà kẹp đĩa cứng không rung lắc của Tech cực kỳ vang danh ở trên thế giới. Họ chế tạo nên một cái chiếc mâm xoay ở bên trong để họ đưa hình lên cho mọi người xem, nó có cái đường kính nó lớn bằng với cái mặt đĩa, nên khi mà cái đĩa quay á hầu như là nó không sinh ra dao động đâu mọi người. Cái mâm xoay này nó được làm bằng nhôm đúc, nó có gân gia cố nên chúng ta nhìn nó cực kỳ khủng, để họ đưa cái hình lên cho mọi người xem nha, nhìn nó khủng khiếp, nó rất là ngầu luôn. Và cái công nghệ đặc biệt của Tech này á, nó còn giúp cho nó đọc được cả những cái đĩa mà bị cong vênh nha mọi người. Đó, những cái đĩa cong vênh nó cũng đọc được, từ đó nó hạn chế được những cái lỗi trong quá trình mà đập đĩa này, và hạn chế cả những cái jitter trong clock. Jitter có nghĩa là cái độ mà độ trễ, còn clock là xung á, thì jitter trong clock có nghĩa là cái độ trễ xung. Đó, nó hạn chế cả những cái độ trễ xung khi mà cái máy hoạt động, giúp cho nó trích xuất dữ liệu chính xác hơn và âm thanh của nó sẽ trung thực hơn nữa nha mọi người. Và mặt trước, mặt sau, nắp trên máy đều được thiết kế mọi người thấy là nó rất là dày, để tạo nên một cái độ cứng vững chắc và cái độ tĩnh cho thiết bị khi mà nó hoạt động. Do vậy mà khi mà hoạt động mọi người thấy nó êm, nó không có một cái tiếng động nhỏ nhất, nên cái khối lượng của nó cũng nặng luôn luôn, lên đến là 16,5 kg. Đó, những cái công nghệ mà cực kỳ hay luôn. Cái công nghệ này á, thì nó quá là nổi tiếng của Tech rồi mọi người. Mọi người biết là ngày xưa cái thương hiệu Tech là một trong những cái nhà phân phối rất là lớn của hãng Tannoy tại thị trường Nhật Bản. Chúng ta để ý sau những cái đôi loa của thương hiệu Tannoy, nó sẽ gắn thêm, dán thêm một cái tem của thương hiệu Tech. Đó, họ không những là phân phối của Tannoy tại Nhật mà người ta còn hợp tác chuyển giao về kỹ thuật sản xuất. Do vậy mà kỹ thuật của họ, người ta kế thừa phương Tây rất là nhiều những cái kỹ thuật cực kỳ hiện đại. Và đầu CD này cho cái chất âm thật sự với mọi người là nó rất là trung thực, thuần khiết, đảm bảo cái nguồn nhạc chuẩn xác, tràn đầy cảm xúc cho người nghe luôn mọi người. Chút xíu Hải sẽ test trực tiếp đĩa CD cũng như là cái đầu dạy mạ rời đường optical in từ trên TV, YouTube xuống cho mọi người thấy rõ ràng luôn mọi người ha. Đó, rất là đẹp, với mức giá chỉ có 25.500.000 đồng mà thôi. Bác và anh nào lấy thì mọi người nhanh tay liên hệ, họ có một con duy nhất này, có remote ring này, chân chén gì là kèm theo là ring nguyên bản của nó hết là như vậy nha mọi người. Đó, thị trường mới đầy đủ và đẹp, mà đẹp tuyệt vời như vậy á, người ta bán là 27.500.000 nha mọi người. Và ngày hôm nay Ngọc Hạo về một con duy nhất đẹp mê mẩn, đẹp không có điểm chê, thật sự là nhìn vô cái là mê ngay luôn mọi người, với mức giá chỉ có 25.500.000 đồng. Bác và anh nào lấy thì mọi người nhanh tay liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hạo qua số điện thoại ở góc màn hình nha mọi người. Bây giờ thì Hạo sẽ test cho mọi người xem. Mây chiều lạc loài đã xuống,
tóc em nghe hồn mình đắng cay. Tháng năm buồn miệt mài từng ngón tay, khi về con sao xuyến xu hồn người đắm say. Nhớ mãi từng chiều thu rơi ngàn trông, tóc đó là vùng mây trôi ngập ngừng, em mong người về cho vơi giáo buốt. Nghe hồn từng mùa đã quân tiếng thu mênh là màu riêng tôi lạnh lùng. Thương cho người về cô đơn với bóng mây chiều lạc loài đã xuống với thu mênh mông. Ai lắng du đêm dài cùng khói mây, tháng năm buồn miệt mài từng ngón tay, khi về con sao xuyến xu hồn người đắm say. Nhớ mãi từng chiều thu rơi ngàn trùng, tóc đó là vùng mây trôi ngập ngừng, mong người về cho vơi xa buốt. Nghe hồn từng mùa đã quân tiếng thu mênh mông. Để mong người về cho vơi xa buốt. Nghe hồn từng mùa đã quân.